Thưa quý vị, Thanh Bạch vừa đáp máy bay đến sân bay Pleiku và đã kịp có mặt tại một nơi mà Thanh Bạch từng mơ ước để đến. Bởi vì sao? Thưa quý vị, ngày nay sự ô nhiễm toàn cầu từ nguồn nước, từ không khí, từ thực phẩm, vân vân, và tất cả điều đó đang làm cho môi trường chúng ta xấu đi, và xấu đi trong từng môi trường của mỗi con người. Có những sản phẩm hữu cơ, có những nguồn nguyên liệu quý, đó là sự đầu tư rất lớn để có thể có được những sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng. Đây, xin được trân trọng giới thiệu Dona Pharma, là công ty cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai, nhà máy chế biến Đông Dược. Và bây giờ chúng ta cùng tham quan nhà máy Đông Nam Dược Gia Lai Dona Pharma. Let's go. Và thưa quý vị, Thanh Bạch đã được đáp phi thuyền để đến với Sao Hỏa, và sau một thời gian ở trên đó, mùa Covid đã dứt, thì Bạch có kịp trở về với lại địa cầu và mang những món quà bất ngờ từ vũ trụ đến tặng quý vị. Và ai thì thích số 1 chúng tôi xin gửi đến quý vị này. Hãy biết đây là sản phẩm tên gì ạ? Sản phẩm này tên là Cà Gai Leo Tinh Hoa Đất Việt. Sản phẩm cam vàng gai leo của Đông Nam Dược Gia Lai hỗ trợ giải độc gan, mát gan, hạ men gan, tăng cường chức năng gan. Và ngoài ra là còn hỗ trợ giảm các cái triệu chứng như là nổi mẩn ngứa, nổi mài đay. Thưa quý vị, đây là sản phẩm number one của Dona Pharma. Chúng tôi xin mời các bạn đến với phần quà số 2. Đây là sản phẩm gì? Cao đương quy bổ huyết, giải độc và làm tăng miễn dịch cho người tiêu dùng tốt nhất. Cao đương quy tinh hoa đất Việt 100% tự nhiên. Đây là sản phẩm mang tên Cao đinh lăng. Đây là một cây rất quý và thường người ta làm là kiểm. Thế tại sao mà nó có thể có tác dụng là dược được nhờ? Bởi vì trong cao đinh lăng nó có một cái thành phần giúp cho những người mà bị rối loạn giấc ngủ, rối loạn tiền đình. Và đặc biệt ngoài ra, cao đinh lăng cũng giúp cho chúng ta hỗ trợ xương khớp, đau xương khớp và các cái thể trạng yếu nhược. Nó là một sản phẩm của công ty Dona Pharm, từ vùng dược liệu thu hoạch về, tự trồng và tự thu hoạch, tự chế biến, tự sản xuất. Cao đẳng sâm hả? Dạ, cao đẳng sâm có giá trị rất tốt cho những người nào điều trị điều trị huyết áp. Dạ. Wow, ví dụ như là huyết áp trồi sụt lên xuống bất thường thì dùng cái này nó sẽ điều hòa được. Dạ đúng rồi anh. Mình uống bao lâu thì nó điều hòa? Cam này có tác dụng trong vòng 15 ngày. 15 ngày thôi. Dạ, đúng rồi, mỗi ngày mình uống nửa cái hộp này đúng không? Dạ không, mỗi ngày mình chỉ uống 1/4 muỗng cà phê thôi anh ạ. Uống cà phê nó đã dạ, nhỏ được 1/4 muỗng cà phê, sau đó là mình pha với 200-300ml nước. À, tức là pha gần nửa lít nước em ha, tức là phần nửa của lít nước đó. À, như vậy thì mình uống bằng nước lạnh hay là bằng uống bằng nước ấm? Mình pha bằng nước ấm anh ạ, sẽ có tác dụng tốt hơn nhiều. Bây giờ thì cái này là làm từ cao đẳng sao? Các cái này chắc mình nấu thủ công phải không em? Mình lấy cái nồi, cái mình cho nhiều cái dược liệu vô, cái mình nấu, mình riu lửa đấy phải không? Dạ, hiện tại thì cao đẳng sao từng nấu được thủ công. Sau đó là mình sẽ nấu từ 5 đến 7 ngày. Đó mình cô lại thành cam. Nhưng mà mình đóng bằng hệ thống dây chuyền hay mình đóng dạ, bằng mình đóng bằng hệ thống dây chuyền. Cho nên chất lượng sản phẩm lúc nào cũng giống dạ, nhau đúng. Trong mọi thời điểm, trong mọi lúc sản xuất đúng không? Dạ, tất cả các sản phẩm đều được kiểm nghiệm hết. Anh hỏi thiệt em nha, người thân em có ai dùng cao đẳng sâm này chưa? Dạ có chứ ạ. À, mẹ em đang xài. Mẹ em đang xài. Dạ. Giờ mẹ em dễ tính chưa? Dạ. Khỏe chưa? Dạ mẹ em rất là khỏe, tại vì hiện tại trong cao đẳng sâm có tác dụng là giúp cho cơ thể bồi bổ sức khỏe luôn. Wow. Dạ. Có nghĩa là cũng tăng lên cái sự sức đề kháng của cơ thể của mình. Vâng. Ngoài cái việc ăn ngon, ngủ yên, da đẹp, còn có cái điều hòa huyết áp. Em sẽ giới thiệu cho anh một vị khách của bên em thường xuyên sử dụng cam bấm nhân và có tác dụng rất là tốt. Thiệt không? Dạ, anh phản hồi rất là tốt. Dạ, xin mời anh Nghiệp. Em ơi, cái cây này á, trong vườn người ta rất thích trồng cái cây này. Tại vì hái cái lá nó có thể nấu nước uống để mà làm tốt cho cơ thể. Bây giờ mình làm nước cua đặc như vậy thì chất lượng nó tăng lên cao và dùng dễ dàng hơn đúng không? Dạ. Em đã dùng như thế nào? Làm sao em biết được sản phẩm này? Dạ, em biết được cái sản phẩm này thông qua các bạn của Dona Pharm giới thiệu. Đó, em đã sử dụng và thấy nó rất là hiệu quả. Cao mặt ngăn có 3 cái công dụng chính, đó là trị đau nhức xương khớp, bổ thận tráng dương và tăng cường sinh lý nam. Cao mật nhân giúp lấy lại bản lĩnh đàn ông. Thưa quý vị, với hình dáng không trùng lắp với bất kỳ sản phẩm nào khác, có 6 mặt nha quý vị. Đó là một điều tuyệt vời để quý vị sử dụng sản phẩm. Và quý vị mở ra, có cái muỗng nhỏ xíu đó quý vị, cái muỗng đặn luôn đó nha, để
để quý vị dùng và có cái liều lượng nó là như thế. Thì chúng ta có thể sử dụng và có thể uống mỗi ngày, mang lại hạnh phúc cho gia đình. Thưa quý vị, vui, khỏe, trẻ đẹp, yêu đời, có người ta sống ra rồi, sinh ra trên đời là phải mà như vậy mà. Nhưng để đáp ứng được nhu cầu đó, quý vị chỉ cần quà này là quà xuân, quà Tết, quà Noel, quà Tết Tây và đặc biệt là Tết Ta. Nếu quý vị yêu những người thân của mình, hãy mua mỗi người một chục bộ sản phẩm để tặng cho 10 gia đình người thân. Và khi quý vị mua một chục sản phẩm, một điều bất ngờ xảy ra, chúng tôi sẽ cộng điểm cho quý vị. Và quà tặng bất ngờ từ đại sứ Thanh Bạch đến quý vị là gì? Chúng tôi xin được bí mật mà thời gian tới sẽ bật mí cho quý vị biết. Cái sản phẩm cao cà gai leo ở công ty nông nghiệp Gia Lai là được nuôi trồng và sản xuất chế biến tại nhà máy tại Gia Lai luôn ạ. Và nó có công dụng là giải độc gan, giải rượu, tăng cường chức năng gan, hạ men gan. Đồng thời nó hỗ trợ điều trị các bạn mà viêm gan, xơ gan đó chú ạ. Nó hỗ trợ làm giảm các cái triệu chứng mà vàng da như là nổi mề đay do là cái chức năng gan của mình kém ạ. Chính vì vậy cho nên đây là một người bạn đồng hành để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình và đặc biệt là những người nam giới. Thật ra có nhiều trường hợp không từ chối được, phải đi làm việc với khách hàng, làm việc với công ty thì đi về mình gánh nguyên một đêm mà nhớ một bụng bia. Thì đây là cái điều mà có thể là phục hồi cho quý vị một ngày mai tươi sáng, một ngày mai khỏe, chứ không phải một ngày mai uể oải, một ngày mai đầy stress và rất là căng thẳng. Mang lại sức khỏe cho quý vị là cái sản phẩm quý vị nên đem theo mỗi ngày để dùng trong lúc mình đi làm việc, trong lúc mình đi chơi. Nhưng mà có một dòng sản phẩm nữa chú Bạch rất là thích, đó là dạng viên và nó rất là thuận lợi. Con còn nhớ tên nó không? Dạ, đấy là sản phẩm Liverfarm ạ. Dạ, sản phẩm Liverfarm ở bên con á, nó gồm có nhiều thành phần, đó là gồm cao cà gai leo, cao mộc nhân và các cái cao antiso. Dạ, nó cũng hỗ trợ là tăng cường chức năng gan ạ. Dạ, giải độc gan, hạ men gan. Nhưng mà cái dạng viên nén như thế này á, thì mình tiện để mang đi công tác mà mình dễ sử dụng hơn á chú ạ. Đúng chưa con? Đây là sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao. La 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 la. Thưa quý vị, trời ơi, chỉ cần Tôn Ngộ Không cho một phép màu 1, 2, 3, từ nhà máy chúng tôi đã bay và đáp xuống đây. Anh ơi, đây là một cái cây cỏ, đây là một cái cây gì mà tại sao tôi thấy quen quen mà nó không phải là quen? Nó tên gì? Thầy Bạch ơi, cây này là cây sâm đương quy nhật, một loài sâm rất quý, xuất xứ từ đất nước mặt trời mọc và được Viện Dược liệu thuần hóa về Việt Nam để trồng. Đông Nam Dược vinh dự được trồng khảo nghiệm và đưa vào sản xuất cây sâm đương quy nhật tại vùng đất Tây Nguyên Ba Giang. Ồ, vậy cái này là mình đem mình bán ra ngoài chợ, rồi họ đem về họ luộc lên họ ăn rất là ngon đúng không? Nó khác với đương quy Việt Nam như thế nào? Mà tại sao cái điều kiện khí hậu nhiệt đới của mình mà cái phần mà của nước Nhật á, nó nằm một phần ôn đới nữa, làm sao thuần hóa để nó lớn lên và nó tốt được như vậy? Anh ơi, đương quy nhật là một loài cây sau khi được Viện Dược liệu thử nghiệm và đưa vào trồng tại Tây Nguyên thì cho chúng ta một cái hiệu quả về cái kinh tế, về cái hoạt chất dược liệu rất cao. Đông Nam Dược trồng, sau đó sơ chế biến và đưa về nhà máy sản xuất ra các loại dược liệu xuất xứ từ cây sâm đương quy này, rất là giá trị cao. Đương quy nhật nó cho chúng ta một hàm lượng dược tính về cái caloric rất là cao, mà trong dược học người ta yêu cầu chiết xuất được càng nhiều dược tính này ấy, thì hỗ trợ điều trị sức khỏe cực kỳ tốt. Vì đây là vì có được cái này là cũng công sức là bao nhiêu tháng này người nông dân này anh. Wow, mấy tháng thì mới có được một cái bộ sâm đẹp như vậy. Vâng, cái này là cũng đã qua 3 đến gần 4 tháng rồi đấy. Wow. Và ở đây là mình có phân thuốc đầy đủ phải không ạ? Thứ nhất mình phải có thuốc từ sâu để mình xịt sâu đúng không? Rồi mình có phân hóa chất, các loại kali, các loại gì đó để nó làm cho nó tốt được vậy phải không cô? Không, cái này là tuyệt đối là không thể là mình sử dụng cái hóa chất nào. Thì đây là đang sử dụng sinh học thôi. À tức là hữu cơ thôi. À, hữu cơ. Cái chất không có hại đúng không? Không có để lại cái tàn dư độc hại trong cái những cây thuốc của mình đúng không? Đúng rồi. Trời ơi vậy cực lắm. Chăm sóc cần cấp 3 lần, cái gì phun thuốc trừ sâu, cái nằm ngủ cái ót một tuần sau không có một con sâu. Còn cái này là mỗi ngày phải chăm sóc và từng cái lá nào phải nâng niu nó lắm luôn á. Rồi mình cũng phải đi bứt từng cái lá vàng nữa. Cái này đem nhặt ra ngoài. Dạ cái này cho con xin về con kỷ niệm. Rồi.
Hãy nhớ Dona Farm luôn đồng hành cùng sức khỏe của mỗi nhà, mà không những khỏe mà luôn vui, khỏe, đẹp.